Ủa? Sạch. Hoa phật cao nha. Dạ, chào cô. Chào em. Đẹp không, đẹp không? Màu này cũng đẹp nha. Ừ, màu này đẹp nha. Trắng sạch. Trời ơi, quá đẹp. Hồi nãy mình mua là mango Z. Đó, mango Z nha nha. Nha. Đó. Mấy bữa cô em ra tiệm em mua cũng 120 màu xanh. Mua đây em mua 100 ngàn mà. 2 gói em được tặng cái áo này em bóc thăm một chút thêm. Ủa, bà mua gì? Đây đây. An Nông Viên. 2 chai tặng cái áo. Giá rẻ không? Rất rẻ. Bình thường mua ở ngoài ấy 85 ngàn nha. Hôm nay công ty bán hàng đối tượng chỉ có 75 ngàn thôi. Mà 2 chai được tặng cái áo 100 ngàn rồi. Quá lời. Nhưng mà bạn không được bọc thăm sao vậy? Có. Bóc cho một cái nón. Nhưng mà là nón tay bèo để đi ruộng. Nói nghe nè, mình thấy á, quà bạn có cái hào phong á, hào mà rải phong á. Rồi cái nón mình này nữa. Nên mình chút nữa mình ra một đôi nữa để mình coi mình chung cái đó, mình thích cái đó. Tôi mang cái bộ chén sứ bát đẹp, trời ơi, trắng đẹp, lâu giờ rồi. Bây giờ cô không có xài, cô sao cô không có được bận đồ quý mã nha cô? Từ tại nay đi thi của mình nó dài chút đỉnh mà. Thì bữa nào mình đi, mình có bận áo quý mã không có. Nhưng mà cứ nghe nè, đăng ký với mấy người được mà sao giờ có ai vậy? Cô ơi, mai đó em đi học chung nhưng mà được có tình nó bị bắt cho cô. Sao vậy? Nó ai vô sữa trộn. Ôi trời. Mà nó ghê lắm, cô gái vô sữa bóng bóng biết trái chín rồi. Thôi người ta hái dám ta ăn thôi. Sao leo cây nó hỏi ăn nó được. Xấu quá. Đủ nhà ra bắt còn em với là thằng hối ở chạy. Thoát luôn. Cô chạy cho nghỉ cô nó không chạy luôn. Cái trời giống như tiếng của nó gì. Hai đứa bảo con chơi mất dạy. Trời đất ơi, bạn bè nó chửi mình vậy. Bạn bè mình chơi chửi cho tất cả mà. Nó suối con đâu nhà bà Sáu. Ăn cắp vú. Ăn cắp vú sữa. Cho mở mấy lần lên nóng quá. Nó suối con ăn cắp vú. Nó đã nói là vú sữa rồi. Sữa đâu trong nội cao. Mày lên đầu hỏi mày nói ông Nguyễn Nhân sửa đi là biết sao tội tao. Rồi mày nói đi. Rồi thôi đừng rồi. Nó suối còn vừa ấp chút sữa con leo lên con hái một cái con bỏ vô đây, con leo lên bỏ đây hái một cái nữa bốc lửa thì là bự con ngồi ở trên con ăn luôn bờ. Đó, hái chút sữa trộn mà leo lên cây ngồi ăn bởi vì bị bắt quánh đầu là phải rồi. Con đang ăn cái thằng đầu mối là con đốt bật kiếm vàng nó nhét vô cái quần con cô. Nó cắn cô một cái nó bò nữa ra. Kiếm vàng nó đem thui luôn cô. Sữa. Mà xàm chưa hết. Mà ăn cắp vú sữa, nghĩ thôi vú sữa bỏ túi quần thì đương nhiên kiếm phải theo cái vô chứ. Ai rảnh đâu bắt kiếm bỏ quần mày lại. Thôi đừng có việc đó bỏ một bên. Bạn bè để xử sao. Con báo tin vui. Vui nữa, tin gì vui? Chú bảo vệ kêu con vui, chú nói ê Đức bữa nay tặng cho mày cái áo tại vì tao thấy mày đẹp trai quá. Trời ơi quý vị, trong các phòng mình nhìn thấy ông này đẹp trai. Cái ông này đẹp trai không quý vị? Tôi sẽ khảo sát về nhan sắc của ông một tí xíu. Bây giờ hỏi anh đi. Bây giờ anh nhìn thấy cái bạn lực của em là đẹp trai hay là xấu trai? Đẹp mà, đẹp theo mỗi người một vẻ. Đó, thấy chưa? Anh chút nữa em đi về Sài Gòn em dẫn anh lên đi khám mắt. Thưa bạn, đó là bạn hỏi anh trai này để tôi hỏi rồi. Hỏi bạn gái hả? Hỏi bạn gái. Đâu em ngồi. Hỏi cái cô mà nói tiếng rồi. Cô khỏe luôn. Trời ơi. Khỏe. Thưa dạ, thưa đồng bào. Ở nhà chồng hỏi là dạ. Anh ăn gì anh mở. Chị ơi, chị ơi, chị. Chị nói chị che quá, tại vì để lát hồi là hơi cái mặt. Chị che lên. Hỏi sao cũng hết nghe rồi. Em có được chạy không? Đi xích lên em chạy ơi. Có trả lời không? Có chứ là mấy chị nói xấu lại rồi, đẹp hay xấu nó nói tiếng không? Chị nói xấu em cành chị luôn. Nói em cành bạc nữa, nói xấu ác rồi. Đặt cái không biết. Ý là chị nói đẹp quá không dám khen. quen thì nói vậy đó, nó nói anh đẹp đi một chút em trời nào bây giờ có tiếng em biết đẹp xấu liền à. Thôi kệ nói gì nói về cổ vậy thôi chứ báo cáo với hai bạn nè gì cái mặt mình vậy chứ có hai cô ghệ luôn hai cô luôn không xạo lắm anh một cô báo một gì lộn một cô làm nguyên giá luôn á nói tới đây thôi nghe là biết xạo một gì lộn đi đá hai nghề nó liên quan gì nhau mà mấy quen cô báo một gì lộn cô báo một gì lộn cô ăn một gì lộn ế đau bụng cổ trở vô cạm sát cô cùi đá luôn rồi bây giờ nói nghe nè biết lý do gì sao mà bộ bạn bán một vịt lộn ế không trời đất ơi người ta đang bán ông ra ông ngồi trình hình ở đó nó mặt ông xấu quá ai đứng vô ăn xin lỗi bạn nha con bột của bán hột vịt lộn của tôi nó nói là anh cứ ngồi đây từ ngày có anh đi đầu mấy cô tới ăn một vịt lộn hoài biết gì không mấy cổ xin chụp hình với tôi có mặt chụp hình xin chụp hình với tôi khi nào cháu nội cổ khóc cổ đưa ra không đến tiền đúng rồi sao mà thôi thôi giờ bỏ cái này để mình thôi cô bây giờ con cho hết con thi nước không giờ con gái nước nào cái như nè cái dương tay đầu đi con gái này đẹp nè cái cô đó nói để dành tết mặt đi ôi trời ơi tết qua rồi sao cô cho em khác em cái điện khô đuổi không có đi nó buông mà nó dở thôi để mình vô cái cuộc thi nhỏ nhỏ của mình không vô đây rồi đi vô thôi đó thì vô nói nghe cái thể lệ cũng rất là đơn giản mà trong cái bộ sưu tập mình sẽ chọn một cái tên thuốc và mình nói cái công dụng của thuốc đó nhưng mà mình không có nói như vậy mà mình sẽ hát bằng một điệu lý Nam Bộ em mấy hơn cô làm mẫu thử em được không cô làm thử cái thuốc tiêu con rồi đi con nêu coi nêu có thuốc cỏ An Nông bảo vệ ruộng nương cây ngô trên đồng cây mía cùng cây lúa nè và từ đây có điều có rồi là hàng thuốc có An Nông xa gần nghe tiếng dùng từ mọi người tin cái lúa, cái bắp và cây mía xịt trực tiếp vô luôn, cây trồng không có chết đâu, chỉ có cỏ chết thôi. Thì cơ chế tác động của nó là thấm qua lá làm cho cái cỏ bị chết và cái lượng nước dư, lượng thuốc dư nhiễu xuống đất thì cái rễ sẽ hút lên làm nó chết luôn gốc á. Nên là cái loại thuốc trừ cỏ này diệt cỏ tận gốc và chúng ta có thể pha chung với thuốc diệt cỏ, glufosinate để diệt cỏ khai hoang. Xin mong nước đây là tên thuốc thuốc chuyên dục diệt cỏ dại khai hoang diệt cỏ tận gốc luôn nè rồi lúc làm tên hàng thuốc cỏ An Nông hoạt chất là tên glufosinate rồi nha nhớ không sụp lên cây trồng diệt cỏ thật nhanh chất lượng cao nhớ không sụp lên cây trồng vì là thuốc cỏ khai hoang các bạn ơi thuốc trừ cỏ này là một cái loại thuốc trừ cỏ rất là tốt cơ chế tác động là thấm qua lá rồi cái phần dư nhiều xuống đất cái rễ cây hút ngược trở lên cái rễ cỏ nên là chết tận gốc mà cái hiệu lực của cái cỏ kéo dài đến 14 ngày gọi là cỏ trái chậm hay còn gọi là cỏ lưu giận thì chúng ta lưu ý đối với cây ăn trái mà đang trồng cây chúng ta sử dụng loại cỏ này phải cẩn trọng vì cái lượng thuốc mà nó nhiều xuống đất cái cây ăn trái của mình có thể hút ngược trở lên làm ảnh hưởng đến sức khỏe thì cái này nó sẽ thích hợp cho chúng ta khai khẩn đất hoang hoặc là giám dụng chúng ta sẽ cài xới đất bằng cách là phun trực tiếp lên và diệt hết tất cả loại cỏ đối với đồng ruộng thì rất là tốt chúng ta xử lý luôn một số cái cỏ con á cái lúa con á lúa lén á rồi bây giờ thì chúng ta ở vườn cây ăn trái thì chúng ta nên sử dụng loại thuốc trừ cỏ gọi là diquat đây là một loại thuốc trừ cỏ khai hoang nhưng cơ chế tác động của nó thì rất là khác so với loại glyphosate thì nó chỉ là làm chết những cái gì màu xanh thôi thì cây chúng ta ăn cao như ngày ngoài rồi chúng ta trồng rau bờ để giữ những diện tích thì Thủy không có nói, nhưng mà nếu như cỏ mà cỏ tạp á, cỏ quanh quanh cái đường đi của mình á, thì chúng ta sử dụng loại này cho nó an toàn. Loại này chúng ta cũng cần lấy kiểu định hình, chúng ta gắn vô trong cái bếp khung á, là chúng ta là ở cái việc nào có cỏ thì cây cỏ chết mà không ảnh hưởng đến cây trồng. Giả như cái thuốc này thì gió bay vào gốc cây cũng không sao, thì gốc cây mình màu nâu nó không làm ảnh hưởng, thì chúng ta cũng nên tránh nha. Và loại này thì rất là thích hợp, cỏ chết ngay trong vòng 24 tiếng đồng hồ và chúng ta có thể gieo trồng ngay luôn. Nhưng bên Thủy nói với cái người biết trước là loại từ cỏ này nếu như chúng ta sử dụng xong mà cỏ nhanh mọc lên là lý do là điều kiện là đủ ẩm, đủ nắng thì cỏ sẽ mọc lên nhanh. Còn nếu như bình thường thì cỏ nó cũng sẽ hơn 30 ngày tới 60 ngày nó mới mọc lại. Thì chúng ta lưu ý hai loại cỏ đều là thuốc trừ cỏ khai hoang, nhưng mỗi cái thì có một cái tính năng khác nhau. Chúng ta lựa chọn cho đúng để không ảnh hưởng đến sức khỏe của cây trồng. Tiếp theo thì cái Thủy sẽ được giới thiệu với quý vị một sản phẩm rất là tốt để trị sâu ăn lá nè, sâu ăn đọt non nè, sâu ăn trái nè, sâu dẻ bùa. Đó là sản phẩm hot nhất. Sâu xanh, sâu lá, sâu tơ, rồi lại đây đâu? Tôi đây đã dù hồn nhân, đầy sâu tiêu đời. Hào hồn nhân nhân luôn tự hào là tôi ơi đó nghe, xa nghe tiếng dùng từ sâu nào cũng tiêu. Đây là một sản phẩm diệt sâu rất là hữu ích. Chúng ta trước đây xài các thuốc tổng hợp thì rất là nóng. Thuốc tổng hợp là bao gồm Spectrin, Alpha Spectrin, Permetrin, thì những cái loại đó nó hơi nóng nha. Chúng ta mà sử dụng dính cho tay, chúng ta rửa tay rồi nhưng chút nữa chúng ta quên đó, chúng ta đưa vào những cái vùng da nhạy cảm như mí mắt đó là cũng sẽ rất là nóng cả ngày. Vì đó chúng ta sẽ đổi qua sản phẩm gốc nhất này. Nó có gốc bifenthrin là gốc diệt sâu và diclubezurong là ung trứng. Chúng ta nhìn thấy con sâu nhưng mà cái thế hệ thứ hai của nó có thể đẻ ra 50 trứng, 100 trứng, thế hệ đó mới là quan trọng. Vì vậy cần có diclubezurong trong hỗn hợp này để ung luôn trứng không còn thế hệ thứ hai nữa. Chúng ta chỉ cần xịt một lần hoặc nhắc lại một lần thứ hai, chúng ta còn thấy xuất hiện sâu chứ không bị bùng phát. Và một sản phẩm nữa có thể trừ sâu, rầy, nhện và cả rễ xác của đó chính là Pixen. Dùng Pixen rầy sâu tiêu hết, đã có Pixen con nhện nó cũng tèo luôn. Thuốc An Nông tập đoàn danh tiếng ở trên thị trường, hàng An Nông chất lượng đề cao, mong giúp cho nhà nông tiêu diệt tất cả dịch hại ruộng nương. Chúng ta nhìn thấy sản phẩm này với hai gốc tên Ferrigat và Bipirosophen là hai cái gốc mới hoàn toàn, và chúng ta thấy đây là hai gốc mới mà thế hệ mới luôn, nên là nó rất là thân thiện với môi trường. Thường chúng ta thấy thuốc trừ sâu đầu lọc sẽ là màu cấp 2 hoặc cấp 1, một là màu đỏ, hai là màu vàng thì nó đọc và thời gian cách ly phải lâu. Nhưng đây là màu xanh, nó thân thiện hơn với môi trường. Và chúng ta thấy đây là một cái sản phẩm có thể diệt được sâu, rầy, nhện và cả rệp sáp. Tuy nhiên ở mật độ thấp thôi, còn nếu ở mật độ cao thì con nhện đỏ, con nhện vàng thì chúng ta phải xử lý bằng sản phẩm New Time, tức là siêu nhện. Siêu nhện cho mình cá siêu nhện được không? Biết cá không? Cá đâu đây cho đậu. Cá được mà chú thả đụng nó cá siêu nhện. Cá không? Để em hát nha. Trở đẹp. Để nha. Còn đẹp. 1, 2, con. 3. Gì nữa? Thì 3 mới hát chứ. Rồi lại được. 1, 2, 3, 4. Tôi gõ vô mỏ rồi giờ. Bỏ đi. Bỏ đi. Con nhện làm cho ruộng vườn thất thu, có niêu tham cứu tinh cho ruộng vườn. Đừng có lo gì, luôn nhớ về An Nông, cũng đừng bỏ quên đi, hãy giữ tinh siêu nhện. Chỉ một lần xài thôi, mãi mãi tìm niêu thân là con số ta chết đấy. Con số ta mày vô chim, người ta đang bán thuốc từ sau ra nói chuyện ngon lành, phải đâu nghĩ phải đâu tốt. Chiêu lương tổ. Ở đâu ra đây vậy? Quê mày. Chiêu nổi chứ. Bạn đi học, bạn học dở bởi vì bạn bạn không có tập trung, tự nhiên đang hát một sau bạn hát logo, bộ bạn thích logo lắm hả? Thích tôi nhớ quá luôn. Trời ơi, thôi bây giờ bạn đừng quậy nữa, cho bạn hát logo lần đi nha. Đấy cũng đủ cho anh hát một câu logo nha. Không, tự cho nó hát. Nó biết hát đâu, ai đâu đời hát logo mà con số 8, số 8 là số mấy? Số 3. Mày dùng đó. Vậy thì tụi em nãy hãy dùng điêu tham là con số 8 nhưng được vậy không có cái dấu sắc. Thôi mày đừng có nó làm gì. Bây giờ mình thích hát logo phải không? Bây giờ mình cho bạn được hát một câu logo, sau đó mấy cô hay mấy chú gì kinh một cái là bạn được đi về bệnh viện, bạn được chích thuốc đi nha. Ở dưới quê làm ăn làm không khác, tôi lên Sài Gòn tôi báo về trai là con số 2 rồi ở đó con mấy con mấy gì đây. Ở dưới quê làm ăn mà không khác, tôi lên Sài Gòn tôi báo chú gì mày lên Sài Gòn thì còn quê gì quê lên Sài Gòn đến hoài vậy hết giờ luôn không. Nó ở dưới quê làm không khá, nó lên Sài Gòn làm không khá, nó quay về quê làm không khá, thì mình làm bây giờ mình mới khá. Tao tính đặt ví dụ Tập đoàn An Nông bán thuốc từ sau khá liệu rồi. Thôi, làm ăn không có khá, không có được vô công ty An Nông gì chứ. Bây giờ đi ra bệnh viện chích thuốc đi bạn ơi. Trời sắp là nắng lên mặt mát trên mặt trái. Nhưng mà ở dưới quê làm khá. Còn cũng gió chẳng vui. Ở dưới quê làm ăn không khá, tôi lên Sài Gòn cũng không khá gì đâu. Có cái thằng mắt mát chỉ nhức đầu để sợ bộ mình nói cái động nào người ta. Như tham, thuốc hả? Bây giờ cái thuốc chườn rầy, á, chúng ta thấy trên cây ăn trái sẽ có con rầy mềm á, nó cũng phá hoại cái sầu riêng của mình rất là nhiều, nó chích và nó hút ra nhựa, ha, làm cho cái cây mình nó bị hư, trái mình bị hư và nó để lại cái vết đó, nó sẽ làm nhiễm bệnh. Và bây giờ thuốc rầy chúng tôi sẽ được giới thiệu sản phẩm siêu chết. Thường xuyên ta phải đi thăm vườn, tin rằng siêu chết thiệt là hay, ai đây cũng đều khen. Tập đoàn An Nông đã làm ra thuốc tốt diện rầy, dùng ngay siêu chết để cho rầy mềm tiêu hết. Ta nhớ phun đúng liều nhẹ để cây trồng nặng trái bóng đầy. Hay quá coi. Bích Thị sẽ thông báo cái gì theo như là đấy phán đoán của thầy Chí đã cảnh báo trước Tết và sau Tết sẽ có dịch rầy rất lớn. Hiện nay thì đồng bằng sông Cửu Long của mình đang bị dịch rầy nâu rất lớn và công ty sản xuất một ngày đã 3.000 thùng chết không có thể nào giao được đủ cho bà con. Và tối ngày hôm qua tăng ca tới 5 giờ sáng mà sáng ngày hôm nay là tất cả cũng đã được đưa xuống bà con rồi. Hiện nay đang có dịch rầy rất là lớn trên cái vùng lúa miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ của mình. Và sản phẩm siêu chết cũng là một cái sản phẩm trị được tất cả các côn trùng dạng chích và mút. Chúng ta sẽ lưu ý về những cái sản phẩm mà Bích Thủy khuyến cáo từ trong ngày hôm nay, những sản phẩm rất đặc biệt của Tập đoàn An Nông. Đến giờ thì chúng ta nói về thuốc trừ sâu rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói thuốc trừ bệnh nha. Thuốc trừ bệnh thì Thủy xin được đưa ra hai cái sản phẩm để phòng bệnh, đó chính là Mancozeb và Hexaconazole. Mancozeb tập đoàn mang tên là An Nông Manco và Hexaconazole Anovin. Chúng ta biết rồi, Mancozeb nó sẽ tạo ra là một cái áo giáp bảo vệ cho cây trồng mình ở những mô cây non như là cái chùm bông mới ra nè, cái chùm lá mới ra nè, trái non. Chúng ta tưởng tượng một cái trái như thế này thì chúng ta biết là ở ngoài không khí là bào tử nắng nó lơ lửng rất là nhiều và nó có thể bám lên khu vực nào non nớt để có thể là nó phát triển. Thì đây là cái trái cây của mình thì mình cần phải phủ một lớp bên ngoài đó bằng cái Mancozeb, gọi là áo giáp Mancozeb, để bảo vệ. Bởi vì khi tế bào tử nắng mà nó gặp phải một cái trái cây hoặc một cái mô cây non của mình mà đã được phun Mancozeb thì nó không có thể nào bám lên được. Nó không bám được như là trái cây mình đã được bảo vệ. Và nếu như khi mình phun không có đều thì có những khu vực nó sẽ còn hở ra thì nắng nó sẽ bám lên được và bắt đầu tạo ra những cái vòi để nó bám, nó hút nhựa trong cái khu cây của mình. Thì lúc đó chúng ta phải ngăn chặn bằng cách là xử lý bằng cái hexaconazole. Đây là một phương án cắt đứt những cái sợi dây nắng để cái nấm bệnh nó tạo ra để nó hút, nó ăn vô trong cái mô cây. Thì hai cái sản phẩm này là để ngăn ngừa nấm bệnh tấn công lên những vùng mô non cây trồng của mình bằng cách là chúng ta cung lên một cái lớp áo cho nó, gọi là áo giáp măng cô dép hoặc là an nông viên. Thưa quý vị, nhưng nếu như mật độ cao quá thì chúng ta sẽ gặp phải những trường hợp cây mình nó mắc bệnh như là thối nhũng, thắng tư, thối trái, rễ trái vân vân. Do nấm gây ra thì chúng ta phải bắt buộc phải sử dụng cái sản phẩm gọi là Myphatos. Myphatos là một sản phẩm rất là tốt để xử lý tạo nhiễm. Khi cùng lúc chúng ta nhiễm quá nhiều loại nấm bệnh thì chúng ta phải sử dụng cái Myphatos này, nhưng mà cái thịt thì không muốn bà con sử dụng loại này, bởi vì loại này rất là mắc. Một chai nhỏ xíu như thế này thôi có thể là từ 180.000 đến 200.000 một chai, phải là đặc trị mà rất là mất tiền. Công thức của nó chúng ta đọc qua là anisotropin, tức là một thành phần của aminobacter mà chúng ta ở thị trường ta thấy bán rất là được rất là tin dùng. Tiếp theo là một thành phần của nó là dimethylister, là một phần trong đó là cái difenoconazole. Hai cái gốc này cộng lại với nhau nó trị rất nhiều loại nấm bệnh trên nhiều loại cây trồng, nhưng nó rất là đắt tiền. Và chúng ta nhớ là khi chúng ta làm một cái nấm của chúng ta, cái cây chúng ta đã bị nấm nó bám vào và nó phát thành bệnh rồi thì lúc nào cũng để lại di chứng trên cái trái cây, như để cái cây nó không đẹp, không ngon. Cái đó chúng ta đừng bao giờ để tới tình trạng phải sử dụng những loại thuốc đắt tiền và cái cây mình mang bệnh mà chúng ta hãy phòng nó bằng cách sử dụng mancozeb và hexaconazole để tạo ra một cái áo giáp cản lại tất cả các loại nấm bệnh xảy ra, có thể tấn công vào trong cây trồng của mình. Thì nãy giờ tôi đã giới thiệu cho quý vị những sản phẩm là hóa học. Bây giờ hóa học thì chúng ta phải nhớ thời gian cách ly nha. Ví dụ người ta có 15 ngày thì phải qua 6 rồi 7 chúng ta mới có thể gặt hái để đem đi bán. Ví dụ 7 ngày là phải ngày 8 thì chúng ta mới được gặt hái. Như vậy thì khoảng thời gian đó, khoảng thời gian thì 9 ngày tới cái ngày chúng ta gặt hái. Nhỡ bị sâu thì sao? Thì chúng ta sử dụng thuốc sinh học. Gom gân thản chính công, thuốc sinh học diệt sâu cho trái rau trúng mùa, nông dân khỏi lo nữa nè. Tên thuốc là gom gân, tiêu diệt tất cả loài sâu. Chúng ta thấy gom là vàng, gân là cây súng, có nghĩa là cây súng vàng. Đây là một sản phẩm với thành phần là azadirachtin được chiết xuất từ cây son đào, và tác dụng của nó cũng rất là tốt. Bà con lưu ý, bởi vì cái tác dụng của nó, cái cơ chế của nó là ức chế hệ thần kinh của con sâu, cho nên khi chúng ta dùng thuốc trừ sâu sinh học, chúng ta sinh vô mình thấy con sâu nó tiếp xúc với thuốc mà mình thấy nó không chết, mình cũng đừng có vội lo, bởi vì con sâu nó sẽ bị ức chế hệ thần kinh, từ từ nó bỏ ăn, nó biến ăn mà nó chết, cho nên bà con cứ yên tâm. Đó là thuốc trừ sâu, ta có thể sử dụng ở giai đoạn cuối của cây trồng. Rồi bây giờ còn thuốc trừ bệnh cũng thì sao? Thì tôi giới thiệu với gì một sản phẩm được mang tên là Pisano. Sản phẩm Pisano là gốc Orenon. Orenon rất là thân thiện với môi trường và người dùng của chúng ta. Đây là một cái gốc thuốc mà thường sử dụng trong nha khoa để dành chữa răng. Thì đó chúng ta có thể sử dụng cái thuốc này ở giai đoạn cuối. Và chúng ta biết con sản phẩm này rất là đặc biệt, chỉ có Tập đoàn An Nông có thôi. Thì đó cái chuyện mình chọn cái điều lý rất là hay để gửi đến quý vị qua cái sản phẩm Pisano này. Mà điều lý đó thì Thủy đã lấy từ trong cái vở tuồng Tô Ánh Nguyệt. Mấy quý chị chắc coi Tô Ánh Nguyệt rồi đúng không? Rồi cái tuồng đó cái Thủy mê nó coi lần nào cũng khóc hết. Nhất là Thủy thích cái cảnh mà lúc mà về già rồi đó anh Minh mới gặp lại chị Nguyệt. Tại vì trước đó người ta trẻ, người ta yêu nhau nhưng không đến với nhau được, bởi vì là môn đăng môn đối. Và vì nó là anh Minh đi lấy vợ khác, và khi mà của Minh vẫn còn yêu thương chị Nguyệt rất là nhiều. Do đó là về già nhà người gặp nhau. Lúc đó anh Minh gặp chị Nguyệt và anh Minh hát một cái điều lý rất là hay, và cái Thủy sẽ lấy điều lý đó để đặt cho sản phẩm Piano. Sau này lỡ như quý chị quên cái tên Piano thì đó là cái điều lý thì trong tuần Tô Anh Nguyệt là Thủy biết là bán cái này quý vị. Bây giờ để mình hát là cái điều lý mà anh Minh hát cho chị Nguyệt nghe ha. Em đứng kế bên anh không nói một lời, rừng nước mắt hoàng hôn. Cái gì ông nội? Trời ơi, cái chị thấy ông này ông mắt dê vậy, sợ mình đang hát trên cao cả tự đứng mắt tự nhiên nhảy ra làm gì ghê vậy? Thì đeo mắt tiếng rồi, đeo khăn rằn rồi mà gấu khỉ nữa làm gì không? Bình Dương. Trời ơi, Bình Dương. Trời ơi, Bình Dương là đẹp trai muốn chết, ông này xấu quắc rồi làm Bình Dương. Đâu có đâu, ông có phải tên Bình Dương, ông tên là Hoàng Hô, không có đó đó. Hoàng Hô. Thôi bây giờ cho nó lại lần tên Hô, Hô của ông nội mày các bạn. Cho nên mày. Mày quay qua tao đá cái đứt mày cái. Mày biết ông nội nó là ai không? Nội là ba tao á. nhưng mà đổ cho bà bạn. Thôi bây giờ nói tóm lại, bạn tên gì, bạn ra đây để làm gì, rồi ngắn gọn. Xin giới thiệu với bạn, mình là Bình Hồ. Có đấy không? Mình cũng khô phải không? Liên Minh Hồ. Đây Liên Minh Hồ này hàng A. Trời ơi, một nam thần Hàn Quốc, diễn viên điện ảnh. Trời ơi, đi theo ông Khánh Tuấn đi sửa thật đẹp cái mỏ hồ. Đây giống luôn, giống luôn. Bạn ơi, bạn này không phải hô cao hô duyên, nó hô lịch sự. Còn ở đây là người ta nói là nguyên cái hàm răng có cái răng khởi ngược trở ra ngoài, cười rất là duyên, nhưng mà rất tiếc ông này khởi nguyên hàm. Giỡn vậy, giàu lắm á. Đi nào vừa, trời ơi, tiền, tính thiên. Bị đuổi rồi. Phải không? Tết rồi về Bến Tre đi làm. Cái xưởng đó nó giờ đóng cửa rồi. Nói cho bạn biết nha, mình rất là thích ăn dừa, nhưng mà mình tưởng tượng đến cảnh bạn nạo dừa, mình bỏ ăn dừa luôn. Đúng rồi, tại ăn không có lòng đâu, tại miếng dừa tôi nạo bự dữ lắm. Nhầm lắm họ. Thôi biết gớm, nói chuyện biết gớm à. Đứng xích qua kia nói chuyện làm mưa dữ quá, văng vô mặt người ta. Hèn chi con bồ nó bỏ, nó từ ngày quen với anh giờ mặt em rỗ hết trơn rồi. Con bồ ông nó bỏ ông là phải rồi, bởi vì nó rất là thông minh, ở gần ông chắc bị điên quá. Cái chiều ông không nổi, bây giờ ông đứng yên cho tôi hát nha, cắm quậy. Đứng đây à? Đứng yên đó cho tôi hát cái điệu lý mà anh Minh hát cho chị Nguyệt. Sau đó hát luôn cái điệu lý là piano, lấy từ cái điệu lý đó viết bài. Nhưng mà đứng yên nhưng mà ca được không? Biết ca không? Ca được, ca chung. Rồi cho hát không? Rồi, hát đi. Ai hát trước? Tất nhiên là tôi hát trước. Rồi, hát đi. Đây. Em đứng kế bên anh, không nói một lời, rưng nước mắt. Hoàng hôn ngao ngá trong tim, khô héo môi cười, đôi mắt quần thâm. Nam chết trong tim, anh dân phụ tình em ơi, từng giọt lệ sầu rơi với từng cơn mưa, tưới vào lòng anh những giọt sầu thương nuối ẩn khóc nửa đêm, để cho anh vô dành lần sau cuối đời. Cô còn có hai nữ nữa con xuống rồi. Nó nói đi về vô tạm y tế chết luôn. Đi. Người ta anh ơi nhiều ca cho hết hả vô kìa. Thôi đi. Để hút đâu. Cứ hút đâu. Nó tự làm cho mặt nó quậy quá cô ơi. Em muốn định lấy cái điều lý trong câu chuyện mà nãy em mới hát, em quên cái tên điều lý gì rồi. Em viết cho piano làm cho cô hát giùm em luôn ấy. Cô thuốc của con ai lấy chích hết rồi cô ơi. Ông chích gì giống ông chích heo ấy hả? Nhưng mà ông chích heo mà ông chích đó hả? Có tay với ông đỏ. Đi về trạm để lên. Hèn đi thuốc tôi bị mất hoài để trong phòng cô. Dạ đây là điệu lý ba tri. Ta nhớ thuốc thuốc piano, nông sản không thừa, thuốc phun trong trái piano, thuốc tốt cho cây, thuốc sinh học không tồn lưu trong nước và đất đâu, mong giá cao xuất khẩu cho dân mình an tâm. Phải rồi đó, chúng ta bán hàng phải xuất khẩu thì mới có giá cao, nhưng mà khi xuất khẩu thì chúng ta phải lưu ý là đừng để dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong cái cây trồng của mình, trong cái trái cây của mình. Vì vậy chúng ta phải xài ngôn ngân là thuốc sâu, piano là thuốc bình. Cô ơi, nhưng mà mình nói về sinh học rồi thì mình phải nói về hữu cơ đúng không? Em thấy cái đài truyền hình cô hát cái bài Genki không bón hữu cơ rất là hay. Genki vẫn bón hữu mang về hàng tốt loại nhất, phân gà ghen kia, phân hà cá xê. Con thì tốt lắm nè, em cũng có nha con, nhưng mà phải hát mới được, bà con mình mới nhớ. Thôi hát được, chắc chắn hát được, con hát được hơi dài. Rồi hơi dài đi. Hà cá xê là phân bón tốt. Cái gì vậy mấy? Hóa ra quảng cáo lú là làm gì lú? Ta nói mà hát hơi dài mà. Vô cho ta làm gì? Trời ơi, sao này nó phá kìa. Quảng cáo vừa phải không? Lú làm lú mấy lần kia con mang mắt cùng mà cho bồi cái quậy quá chỉnh nổi không có để nhân viên y tế giải nó đi. Trời ơi, thấy là lẹ lắm. Hà cà xê là phân bón tốt, hái bón hà cà xê hương hẹn vụ lúa bội thu, trái cây ngon hay rau sạch lá bán tăng giá nè. Hà cà xê đến từ Tiền Giang, An Nông dần phân phối mọi nơi. Hà cà xê là phân bón hữu đề nghị trẻ quá cho xin biết máy lạnh đi, cái lạnh nó khủng quá. Thưa bà con, khi mà chúng ta sử dụng cái phân này nó rất là tốt cho bà con, nó có rất nhiều cái ưu điểm và rất nhiều cái lợi cho bà con. Khi mình xài á, mình sử dụng xuống nó sẽ giúp cho cái đất của mình, đất cây trồng mình nó tơi xốp, rồi những cái vi sinh vật mà có lợi ở trong đất đó, nó phát hiện mạnh. Như vậy đồng nghĩa với lại là nó giúp cho rễ cây trồng của chúng ta nó sẽ phát triển mạnh theo, để mà nó khỏe, nó sẽ ăn được chất dinh dưỡng một cách nhanh nhất đó, nó chống được cái sự bay hơi và rửa trôi của đạo, tiết kiệm được 25% chi phí đạm cho cả một vụ luôn. Ví dụ giờ bà con mà mình mua 100 kg đạm đi, mình bón cái một gốc đi, thì mình chỉ cần mua 75 kg thôi, mình bón là nó đủ dinh dưỡng cho cây trồng rồi. Còn lại cái tiền mà 25% lại mình dùng mua cái phần này để mình cải tạo cái đất của mình lại rất là tốt. Và đặc biệt nữa, cái HAC này nó có cái độ pH là 8, nó sẽ trung hòa được pH. Những cái đất của mình mà mình sử dụng lâu năm rồi, cái pH nó bị hạ thấp rồi, thì mình bón phân hữu cơ HAC vô để mình trung hòa pH. Ở trong này thì bà con nhìn thấy này, nó đó là 55% hữu cơ, cái cũng có đạm lên kali luôn, đúng không? Rồi nó có độ pH là 8, đặc biệt nó có cái độ ẩm là 21%. Thì cái 21% độ ẩm đó đó rất phù hợp cho bà con mình sử dụng trong cái mùa nắng nóng như bây giờ. Tại nóng quá là khô hạn, cho nên là cái phân này bỏ vô đất nó sẽ giữ được ẩm. Đó, và cách dùng cũng rất là đơn giản. Bà con chỉ cần xung quanh gốc cây của mình đào một cái vành thanh hình tròn, cái miệng khoảng 1 tấc này, độ sâu 1 tấc. Mỗi một gốc bà con chỉ cần sử dụng từ 2 đến 3 kg thôi, tùy theo cái lớn nhỏ. Mình bỏ xuống, lắp đất lại, mình tưới nước rồi, từ từ cái phân nó sẽ rã ra và nó giữ ẩm được cho đất, và nó giúp cho đất mình tơi xốp lại. Phân hữu cơ là một trong phân hữu cơ mà cao cấp này là chỉ định trong cái mà số lượng trồng chúng ta sử dụng được, không ảnh hưởng đến chất lượng của cây trồng. Và chúng ta lưu ý ngoài cái việc làm cho đất tơi xốp là bộ rễ phát triển tốt, để ăn phân thì chúng ta thấy là nó trung hòa được độ pH, cũng như là nó giữ ẩm được thì cái độ ẩm của phân. Genki là 28% và HAC là 21%. Mùa nắng nóng này chúng ta nên sử dụng phân Genki ngay bây giờ để cho tốt cho cây trồng. Và đồng thời là chúng ta biết là hiện nay đang bị trường hợp là mặn là một trong những cái mà vấn đề mà chúng ta phải quan tâm vô cùng, nhất là bà con chúng ta trồng cây sầu riêng. Nếu như cây dừa 6 phần ngàn, chúng ta nhớ phần ngàn cho 2% nha, nhưng con số đó rất là nhỏ. Thì cây sầu riêng chúng ta chỉ 0,5% thôi. Do đó từ ngay bây giờ chúng ta phải chuẩn bị những phương án để chống lại với cái mặn đang về ở vùng dòng tiền của chúng ta. Chúng ta lưu ý một điều là điều kiện quan trọng nhất mà chúng ta cần phải thực hiện, ngoài cái việc nhà nước đào những cái giếng rất là sâu như là thạc sĩ Võ Văn Men, Cục trưởng Cục Y Thực Vật đã nói trên đài truyền hình vào ngày chủ nhật vừa rồi, thì quý vị thấy là bản thân chúng ta cũng phải trữ nước, chúng ta trữ nước trong những cái tẹt, những cái phi hoặc là những cái mà bao nhựa lớn, bao bạc lớn, là làm sao để có thể tưới được trong vòng 2 tuần nha bà con, ít nhất là 2 tuần. Và sau đây cái chuyện giới thiệu một sản phẩm này có thể là giúp cho cây mình nó ngăn chặn được cái việc hút cái chất mạnh lên trong cái cây, làm gây hại cho cây. Đó là một cái chất điều hòa sinh trưởng parasilic. Mưa sông nắng đến đưa cao rồi ai ơi, ta nên tin dùng parasilic ngừa cho cây trồng. Parasilic vẫn luôn tin rằng mặn không sẽ tấn công cây trồng, sẽ chống chọi tôm mặn giờ không lo, mặn giờ không lo. Các bà sẽ biết lo nha các bạn. Chúng ta lưu ý bà sẽ biết của mình là tăng sức chịu hạn mặn, tăng khả năng đề kháng bệnh. Chúng ta lưu ý. Và bây giờ thì cây trồng chúng ta để đứng trước cái nguy cơ mặn như hiện nay, chúng ta phải về bón phân hữu cơ và chúng ta phun những cái loại phân qua lá trong giai đoạn này, vì chính cái thuốc nước mà phun quậy cái phân qua lá nó cũng là cái tưới cho cây trồng, tưới ít thôi, tưới tiết kiệm nha. Và chúng ta thấy là nếu chúng ta không mà làm cái đất tốt, tơi xốp, cải tạo đất, thì khi chúng ta tưới nước lên thì nó chỉ ăn nó bề mặt và tất cả nó sẽ chảy ra ngoài, chứ chống không thấm sâu vào để cho cây mình không được. Nên là HKC là một phương án xử lý và parasilic cũng là một phương án hỗ trợ. Mong rằng bà con chúng ta lưu ý những việc này. Rồi đối với cây ăn trái thì còn một cái dịch hại mà chúng ta luôn luôn gặp phải, đó là ruồi vàng. Và đây là 7 ruồi vàng của Tập đoàn An Nông. Chúng ta nhìn lên màn hình, chúng ta thấy có một cái chai, đó chính là thức ăn của ruồi vàng, được ghép vào cái mùi rất là thơm. Con ruồi nó bị dẫn dụ bởi cái mùi này, thì khi chúng ta pha trong bẫy, đổ vào trong bẫy, thì cái chai này cộng với gói thuốc chúng ta pha vô là 10 ml cho một cái bẫy. Sau đó là treo ở vị trí ngang tầm mắt, và chúng ta bây giờ sẽ xem cách gài bẫy rất là đơn giản. Đây là cục nước, đổ nước đầy vô, lấy cái dĩa cài vào, nó có cái ngàm, sau đó chúng ta lọc lại thì nước sẽ tự điều tiết chạy ra tiết diện lớn nhất của cái dĩa để không tràn ra ngoài. Rồi sau đó chúng ta lấy cái nắp đậy lại, nắp này để che nắng che mưa, và đặc biệt là tránh nắng sóng trời chiếu thẳng vào trong cái dĩa thuốc này làm mất đi hiệu lực của thuốc. Và chúng ta treo ở ngang tầm mắt để dễ quan sát và tránh cái ngọn gió để không bị đàn hoa nó sẽ tạt nước ra. Và chúng ta nhìn lên hình thứ hai, hình số 66, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là đó là lần hình đầu tiên là chúng ta vừa đưa thuốc vào, và hình sau là vừa đã nghe cái mùi thơm mà nó nhảy vào để nó ăn. Như vậy thì chúng ta sẽ vớt mùi ra và chăm thuốc đưa thêm. Một chai 100 ml chúng ta có thể xài được 1 hectare, thì chúng ta chỉ xài từ 7 đến 8 cái bẫy rồi, và số lượng dư ra để chúng ta chăm thuốc vào để bảo đảm được là cái trái cây của chúng ta ngon đẹp và không bị ruồi vàng chích hút. Đó là những cái sản phẩm mà mình có thể đem đến trong hội nghị ngày hôm nay giới thiệu quý vị. Tuy nhiên nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về những sản phẩm của Tập đoàn An Nông thì chúng ta lên Google vào thanh tìm kiếm đánh chữ An Nông Enter thì chúng ta sẽ gặp được Tập đoàn An Nông, hoặc liên hệ với Đức Thịnh số điện thoại 0934779900. Một buổi chủ nhật sáng thì Đức Thịnh làm ở Long An, một buổi thì làm ở Tiền Giang trên đài truyền hình, cùng với thầy Hồ Chiến sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của bà con. Còn bây giờ chương trình sẽ được chuyển qua phần giao lưu cùng tiến sĩ Hồ Chiến, để chúng ta một tràng tay thiệt lớn. Quý vị sẽ được giới thiệu tiến sĩ Hồ Chiến, chuyên gia hàng đầu thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam, là thầy của Bích Thủy, dạy Bích Thủy rất nhiều.